Chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bắc Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu biệt thự phố giá rẻ tại trục đường Nguyễn Oanh thuộc phường 6 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà với diện tích ngang 8, sâu 10m. Rất đẹp, một cái diện tích vô cùng tuyệt vời luôn. Giá bán chỉ có 7 tỷ 700 triệu đồng thôi. Một căn nhà biệt thự mà giá chỉ bằng nhà phố thôi nha. Giá khá rẻ. Ngang 8, sâu 10, một trệt, 3 lầu. Sẽ có khu vực gara ô tô đậu riêng, khu vực phòng khách riêng, phòng bếp riêng. Và chúng ta có tới tám phòng ngủ và 7 cái nhà vệ sinh. 8 phòng ngủ và 9 cái nhà vệ sinh, có phòng giặt, phòng thờ sân thượng phía trước nha. Căn nhà có tới 8 phòng ngủ, 9 nhà vệ sinh. Ngang tới 8 sâu 10, giá chỉ có 7 tỷ 700 triệu đồng thôi. Và đây là con đường hẻm trước nhà. Con hẻm trước nhà thì rộng khoảng tầm 6m, hẻm thông. Có thể mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán mỹ phẩm hoặc là bán online. Rất đẹp, nhà ngang rộng tới 8m. Hẻm một xẹt có trục đường Nguyễn Oanh nha. Hẻm một xẹt rất là tuyệt vời luôn. Hẻm 6m xe hơi. Và nhà thì ngang tới 8m. Do vậy góc máy 1 chấm không thể bắt hết khu vực mặt tiền được nha. Phía ngoài được ốp đá màu vàng. Lớp cống được ốp đá màu vàng. Và chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt CNC bên tường bên cổng bên trái sẽ là cổng sắt CNC và cổng bên phải sẽ là cổng cuốn nha, lớp cửa cuốn. Đây là góc máy 0.5. Một căn nhà biệt thự giá bằng nhà phố thôi nha. Có khoảng đậu xe hơi này, khoảng gara ô tô này rất tuyệt vời. Thiết kế cực kỳ hay luôn. Có tới 8 phòng ngủ và 9 cái nhà vệ sinh. Khoảng này thì chúng ta đậu ô tô thoải mái nha anh chị. Đậu ô tô thoải mái, 7 chỗ đậu vô tư luôn. Đấy, chúng ta di chuyển sang bên lớp cửa chính. Một bộ cửa sắt CNC và bên trong thì có một lớp cửa nhôm. Cái khoảng ô tô thì chúng ta được chủ nhà thiết kế lớp cửa cuốn nha. Hướng nhà là hướng đông bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là tây tứ trạch. Đây sẽ là khu vực phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách khá là rộng và dài. Chủ nhà trừ lại một khoảng 4m để chúng ta làm gara và 4m để làm phòng khách. Một căn nhà phố với bề ngang gấp đôi những căn nhà phố khác rồi. Đây là căn biệt thự chứ không phải là một căn nhà phố nữa. Giá có 7 tỷ 7 thôi. Giá cũng đã được giảm rồi. Rất rẻ và đẹp. Khu vực phòng bếp nha. Được sử dụng tủ gỗ sồi và trần bố trí thạch cao, đèn chùm. Nhà này có tới 9 cái nhà vệ sinh. Khu vực tủ này thì chúng ta có đồ inox 304 phía trong. Đây, rất là xịn nha. Đây cũng có luôn. Đấy, có hết luôn nha, inox 304. Và sử dụng kính cường lực làm ốp vào tường. Đá sẽ là đá trắng nha. Có ngăn để tủ lạnh. Ngang 8, sâu 10m, rất khủng khiếp. Giá chỉ có 7 tỷ 7 thôi. Giá rẻ như cho luôn. Có toilet dưới gầm cầu thang này. Thiết kế cực kỳ hợp lý luôn. Một bên để đậu xe hơi và một bên làm phòng tiếp khách. Một lầu có tới 3 phòng ngủ nha mọi người. Nhà ngang to nên là bố trí một lầu 3 phòng ngủ. Đây là một căn nhà giá rẻ, rất là hợp lý cho những anh chị nào mua để ở, làm văn phòng công ty, xe hơi chạy vi vu trước nhà. Chúng ta cùng em di chuyển lên bên trên. Hướng đông bắc. Cửa toàn bộ sẽ là cửa gỗ gò đỏ. Trên này được ốp sàn gạch 60 gạch màu trắng nha. Và đi sàn đường máy lạnh, nhà thì chưa có nội thất gì cả. Phía ngoài có ban công đúc khoảng tầm 1m2, cửa nhôm sinh pha. Đấy, nhà thì làm rất là hợp lý rồi.
giá rẻ, chúng ta còn chần chừ gì mà không gọi về tới bên em để được sở hữu nào. Hướng đông bắc, một lầu 3 cái phòng ngủ luôn nha quý vị, quá khủng khiếp. Một lầu 3 phòng, phòng thì to chà bá lửa luôn. Toilet này, cửa gỗ có đỏ hết nha. Giá chỉ bằng nhà phố thôi, có 7 thì 700 triệu. Bên này tiếp một phòng nữa nha. Phía trước 2 phòng, phía sau 1 phòng. Diện tích phòng cũng khá rộng và toilet riêng nha. Có tới 8 cái phòng ngủ và 9 cái nhà vệ sinh, có sân thượng giặt, phơi đồ được trước. Một trệt, 3 lầu, đúc 4 tấm, giá là 7 tỷ 700 thôi. Cầu thang ốp đá, kim sa, tay vịn gỗ có đỏ, kính cường lực. Đây thì đây cũng được làm giống y như bên dưới nha quý vị. Đi sẵn đầu máy lạnh rồi, nhà thì chưa có nội thất gì cả. Anh chị về tự sắm nha. Số hồng đã hoàn công đầy đủ hết luôn. Căn nhà rất tuyệt vời, thoải mái cho nhà mình ở. Ở đoạn này thì gần với ngã năm trồng chó nha quý vị. Nhà này thì gần với ngã năm trồng chó. Phòng rất rộng, cách ngã năm khoảng tầm 500m thôi. Và rất gần với quận Bình Thạnh cũng như quận Phú Nhuận. Anh chị nào đang có nhu cầu thì hãy gọi về tới bên em. Hai số em để trên màn hình thì có Zalo, Facebook đầy đủ hết luôn. Hoặc là chúng ta muốn kết bạn Facebook với em thì nhấn xuống phần mô tả của video nha. Em có để đường link trang cá nhân Facebook và đường link trang fanpage của bên em. Chị nào muốn biết thêm thông tin về các căn nhà Gò Vấp, quận 12 và Tân Bình thì chúng ta hãy vào kết bạn Facebook trực tiếp với em, Zalo nữa. Có hết, chúng ta tìm kiếm số điện thoại là ra hết thôi. Trên này thì cũng có 2 phòng ngủ, 2 cái nhà vệ sinh riêng, 8 cái phòng ngủ. Anh chị nào muốn mua đầu tư cũng rất là tuyệt vời, mua cho thuê căn hộ dịch vụ rất tuyệt. Sân thượng trước này, chúng ta giặt đồ ở đây, phơi đồ ở đây luôn. Đây là một căn biệt thự phố chứ không phải là căn nhà phố nha anh chị. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Anh chị khách hàng nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.